thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị những bản tin tức của diễn đàn trái chiều với bình luận gia Vũ Linh. Mở đầu là bản tin đối đầu Ukraine. Trong một nỗ lực phụ họa chính quyền Biden, truyền thông phe ta đã loan tin tình báo Mỹ cho biết quân Nga có thể tấn công Ukraine trong nay mai và cuộc chiến chỉ kéo dài vài ba ngày khi quân Nga dễ dàng chiếm thủ đô Kiev qua ngã đồng minh của Nga là Belarus, chỉ cách thủ đô Kiev chưa tới 100 km. Tuy nhiên sẽ khiến ít nhất là 50.000 người thiệt mạng. Như đã viết trên diễn đàn trái chiều, kẻ này không tin, hay chính xác hơn không muốn tin, Putin sẽ điên rồ đến độ mở mặt trận, quy mô đổ cả 100.000 quân chiếm một nước lớn của Âu Châu như vậy. Ukraine có diện tích lớn hơn Đức và có tới hơn 44 triệu dân. Như kẻ này đã nhận định, rất có thể hai ông Putin và Biden thật ra đang đi đêm với nhau, cùng ca bài hù dọa chiến tranh vì quyền lợi riêng. Ông Putin hù dọa để cản Ukraine không tham gia vào liên minh quân sự NATO, cũng như thử nắn gân cụ Biden. Cụ Biden thì có tới ít nhất hai lý do thúc đẩy cụ. Thứ nhất, để ngay bây giờ khỏa lấp những thất bại khác của cụ, và sau này, nếu không có gì, sẽ có thể đấm ngược khoe đã cứng rắn chặn mưu đồ xâm lăng bằng võ lực của Putin. Thứ hai, cụ sợ Nga đánh thật. Không phải vì cụ yêu chuộng hòa bình hay thương tình dân Ukraine gì cả, mà cụ biết nếu Nga đánh, tất nhiên Mỹ phải có phản ứng, mà vấn đề là cụ lờ mờ không biết phải phản ứng ra sao, sợ nhất là áp lực dư luận bắt Mỹ phải tham chiến dưới hình thức nào đó. Sợ nhì là không làm gì thì xác nhận mình quá yếu đuối. Khi đó, cụ sẽ phải ca bài tiến thoái lưỡng nan. Thôi, do đó bây giờ phải cố vận động Âu Châu cản trước. Mặt khác, cụ Biden khua chiêng chống đinh tai, tất nhiên không thể hoàn toàn vô cớ. Nếu chẳng may chiến tranh thật sự xảy ra, thì đúng như Vũ Linh này cũng đã viết cách đây 2 tuần, là lịch sử đã cho thấy những chính quyền yếu đuối luôn luôn là thuốc kích thích các tay độc tài tham quyền lấn tới. Hiển nhiên nhất là trước cái yếu hèn nhu nhược của Thủ tướng Anh là Chamberlain, Hitler đã ra tay gây ra Thế chiến thứ hai. Bây giờ với sự yếu đuối nhu nhược của cụ Biden, dĩ nhiên những tay Putin hay tập sẽ khó bỏ qua cơ hội ngàn vàng, không công khai đánh thì cũng tìm cách gặm nhắm. Chả mấy khi Mỹ có một tổng thống yếu đuối nhu nhược như bây giờ, cơ hội ngàn năm không khai thác thì phí lắm. Nếu Putin thực sự tổng tấn công, thiên hạ sẽ có dịp nhìn xem cụ Biden phản ứng ra sao và tập xì dầu vào chú ủn sẽ làm gì. Cụ Biden sau khi gặp tân Thủ tướng Đức đã huynh hoang hù dọa rằng nếu Nga đánh Ukraine, Mỹ sẽ gián đoạn ngay ống dẫn dầu Nord Stream 2. Ống Nord Stream này là ống dẫn dầu khí từ Nga qua Đức, thuộc sở hữu của Nga, tuy đi ngầm dưới biển Baltic trong hải phận quốc tế, tốn gần 10 tỷ đô mới làm xong, chưa sử dụng. Không ai hiểu cụ Biden sẽ gián đoạn bằng cách nào, tuy cụ ấm ở tuyên bố rằng tôi có cách. Mỹ có thể gián đoạn bằng cách cho máy bay hay tàu ngầm bắn phá, nghĩa là đơn phương và công khai tuyên chiến với Nga, là chuyện bảo đảm cụ Biden không dám làm. Cũng có thể áp lực Đức từ chối không nhận dầu khí của Nga qua ống dẫn này, nhưng lại hơi khó vì ống này sẽ cung cấp một nửa nhu cầu dầu khí của cả nước Đức. Việc Mỹ gửi dầu khí thay thế qua Đức là chuyện viển vông. Nếu Đức có thể có dầu khí của Mỹ dễ dàng thì Đức đã không mua dầu khí của Nga. Trước việc cụ Biden khua chiêng chống rầm rộ, Tổng thống Putin đã tố cáo Mỹ đang cố gắng khiêu khích Nga gây ra chiến tranh. Cũng không khác gì ý kiến của Tổng thống và Thủ tướng Ukraine khi họ kêu gọi cụ Biden hạ giọng, bớt hù dọa gây hoang mang trong dân chúng Ukraine và khiêu khích Nga. Thế giới đang bên bờ vực chiến tranh, đó là hậu quả tất nhiên của việc bầu một cụ lờ mờ lãnh đạo trong một thế giới nhiễu như. Bản tin kế tiếp vẫn thăm dò đau đầu. Theo thăm dò tổng hợp mới Real Clear Politics, hậu thuẫn tổng hợp của cụ Biden đã xuống tới mức
thấp kỷ lục dưới 40%. CNN công bố một thăm dò mới nhất cho thấy trong 10 người dân Mỹ thì đã có tới gần 6 người, tức là 58%, không ủng hộ cụ Biden. Và đau đầu cho cụ Biden hơn nữa, đa số những người này cho rằng cụ Biden thật ra đã chẳng làm gì họ thấy được việc hết. Trong khối cử tri độc lập không theo đảng nào là khối then chốt trong các cuộc bầu cử, chỉ có hơn 1/3, tức là 36% ủng hộ cụ Biden. Dân Mỹ có hai ưu tư lớn nhất là kinh tế và COVID. Chỉ có 18% tin tưởng cụ Biden có khả năng vượt qua các khó khăn kinh tế, trong khi chỉ có 25% tin cụ Biden có khả năng đối phó với COVID. CNN đó, các cụ ơi, không phải là Fox News đâu. Bản tin kế tiếp. Phe Cộng Hòa đòi cụ Biden thử nghiệm đầu óc. 38 dân biểu Cộng Hòa, trong đó có bác sĩ Ronnie Jackson, là cựu bác sĩ của Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Obama và Tổng thống Trump, đã chính thức gửi thư đến cụ Biden yêu cầu cụ đi thử nghiệm về khả năng nhận thức, vì theo họ, cụ Biden đã bắt đầu có nhiều triệu chứng rõ rệt, đã mắc bệnh Alzheimer, là bệnh đãng trí. Dĩ nhiên, không ai tin cụ Biden dám đi thử nghiệm thật mà sẽ phớt lờ yêu cầu này. Trước đây, Tổng thống Trump cũng từng bị một số chính khách và bác sĩ dân chủ tố rằng có vấn đề đầu óc. Ông Trump đã không ngần ngại đi thử nghiệm ngay và kết quả cho thấy ông sáng suốt hơn xa những người tầm thường. Cái đó gọi là không có tật nên không giật mình. Cụ Biden bảo đảm có tật đầy mình sẽ giật mình mạnh, không bao giờ dám đi thử nghiệm cả. Bản tin kế tiếp, lạm phát kỷ lục. Thống kê chính thức về lạm phát cho thấy trong đúng một năm, cụ Biden nắm quyền, tỷ lệ lạm phát đã là 7.5%, cao nhất từ năm 1982, 40 năm trước, là mức lạm phát kỷ lục Tổng thống Carter để lại cho hậu thế. Tỷ lệ này cao hơn tất cả mọi dự đoán của các chuyên gia kinh tế, cao hơn tỷ lệ 7% của tháng trước, tức là tháng 12 năm 2021, và gấp 3 lần lạm phát dưới thời Tổng thống Trump. Chỉ trong một tháng 1 năm nay, giá thực phẩm đã tăng 0.9% hay 11%, hay là gần 11% tính ra nguyên năm, một kỷ lục chưa từng thấy. Thị trường chứng khoán đã có phản ứng tức khắc. Ngày thứ Năm vừa qua, khi tin lạm phát được công bố, Dow Jones rớt ngay 500 điểm, trong khi Nasdaq rớt 300 điểm. Ngày hôm sau, Dow Jones rớt tiếp 500 điểm, trong khi Nasdaq rụng thêm gần 400 điểm. Các cụ cuồng mê Biden, khỏi cần phải rông dài rằng thì là mà, bào chữa cho cụ Biden hay đổ thừa bốn phương tám hướng, nếu những vị đó cảm thấy sung sướng và mãn nguyện được trả tiền nhiều hơn cho tất cả mọi thứ, nhất là thực phẩm, thì xin quý vị đó cứ thoải mái enjoy, ca tụng và đi bầu cho cụ Biden dài dài cho tới khi phá sản. Bản tin kế tiếp, thâm thủng mậu dịch kỷ lục. Tổng kết cho cuối năm 2021, cán cân xuất nhập cảng Mỹ thâm thủng 860 tỷ, tăng 27% so với năm cuối của Tổng thống Trump, hạ luôn kỷ lục trước là thâm thủng 763 tỷ năm 2006 dưới thời chính quyền Obama-Biden. Riêng cán cân mậu dịch với Trung Cộng, thâm thủng tăng vọt 14.5% lên tới 355 tỷ. Con số này chưa kể vài tỷ đô của Biden đặt mua dụng cụ thử nghiệm COVID đầu năm nay và năm 2022. Xin chúc mừng các cụ vẹt đang ca tụng cụ Biden đánh Trung Cộng chết bỏ. Bản tin kế tiếp, tranh cãi giữa Trump và Pence. Truyền thông phe ta và dĩ nhiên đám con cháu truyền thông vẹt tị nạn đã hớn hở khai thác, vặn vẹo tối đa khác biệt quan điểm giữa Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence về vai trò của Phó Tổng thống trong việc đếm phiếu cử tri đoàn bầu Tổng thống. Nhắc lại, phiếu bầu Tổng thống của các cử tri đoàn được đếm, kiểm và xác nhận trong một phiên họp khoáng đại của Thượng viện và Hạ viện, họp chung dưới sự chủ tọa của Phó Tổng thống. Năm rồi, việc này đã được thực hiện dưới sự chủ tọa của Phó Tổng thống Pence. Mới đây, Tổng thống Trump đã nhắc lại chuyện này, cho rằng, theo ông hiểu, thì với tư cách chủ tịch phiên họp, Phó Tổng thống Pence trong tư thế chủ tọa có quyền không chấp nhận phiếu cử tri đoàn của một tiểu bang nếu có tranh cãi hay nghi ngờ gian lận. Do đó, Phó Tổng thống Pence đã có thể bác bỏ một số phiếu cử tri đoàn tại một vài tiểu bang đã có gian lận bầu cử, khiến cụ Biden không đủ phiếu để đắc cử. Sau đó, Phó Tổng thống Pence đã cho biết ông không đồng ý với cách nhìn của Tổng thống Trump và theo ông, vai trò của ông chỉ là chủ tọa và xác nhận theo thủ tục lễ nghi thôi. Còn việc nhìn nhận hay không nhìn nhận là việc của Thượng viện và Hạ viện biểu quyết. Mỗi khi số phiếu của một tiểu bang nào bị phản đối vì bất cứ lý do gì, thì hai viện sẽ phải họp và lấy biểu quyết nhìn nhận hay không nhìn nhận số phiếu tranh cãi đó, rồi thông báo kết quả cho Phó Tổng thống để ghi nhận và chính thức hóa số phiếu đó.
Việc khác ý giữa Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence không phải là chuyện mới lạ vì hiến pháp không ghi rõ ràng. Hiện nay đang có một vận động của Quốc hội cải tổ luật đếm phiếu cử tri đoàn để viết lại luật cho rõ ràng hơn, khỏi tranh cãi trong tương lai. Việc Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ khác biệt ý kiến là chuyện bình thường trong thể chế dân chủ của Mỹ, không giống như các thể chế độc tài, Tổng thống nhất hô bá ứng, chẳng có nghĩa ai sai ai đúng một cách tuyệt đối, càng không có nghĩa hai ông đang đánh nhau. Câu chuyện tranh cãi giữa hai vị này cũng đưa đến tình trạng khá khôi hài. Tất cả những người cuồng chống Trump súng vào xì vả Trump. Tất cả những người cuồng mê Trump súng vào xì vả Pence, bất cần tìm hiểu sâu xa hơn, hiển nhiên vì chẳng có khả năng tìm hiểu cho rõ. Vì tính phe đảng cuồng điên cứ nhảy dựng lên chửi cho sướng miệng thôi. Một số chính khách dân chủ đã mau mắn khai thác mâu thuẫn, nức nở ca tụng Phó Tổng thống Pence, trong khi trước đây đã ồn ào xì vả ông này chỉ là tay sai của Trump. Bản tin kế tiếp, truyền thông la hoảng Trump hủy tài liệu quốc gia. Tuần qua, báo Phe Ta Washington Post liên tục mấy ngày liền viết bài tố cáo Tổng thống Trump chuyên môn tự tay xé những tài liệu quốc gia, thậm chí vứt bừa vào bồn cầu, khiến cầu tiêu Tòa Bạch Ốc luôn bị nghẹt hay mang theo cả lô thùng hồ sơ mật về tư dinh tại Florida khi rời Tòa Bạch Ốc. Dĩ nhiên, đám vẹt tị nạn hồ hởi hí hửng sao chép, phiên dịch rồi tung ào ạt lên mạng. Những gì WAPO tố cáo có phần không sai và đó là lỗi của ông thần Trump thật, tuy có phần phóng đại và bi thảm hóa quá đáng. Tuy nhiên, kẻ này không thể không cảm thấy có cái phe đảng thật đáng tiếc. Có nhiều chuyện WAPO không viết rõ hay là quên không viết. Khi chuẩn bị ra khỏi Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump ngồi xem lại đống giấy tờ và quả thật đã xé nhiều tài liệu, phần lớn là các bài báo, gọi là newspaper clip, ủng hộ hay chống đối được ông cắt và cất để xài khi cần thiết hay mang theo mình nhiều tài liệu quốc gia. Lý do chính vì ông không phải là chính trị gia chuyên nghiệp hay chuyên gia về những thủ tục hành chính rườm rà mà ông rất coi thường. Tuy nhiên sau đó, cho các phụ tá coi lại và nhiều tài liệu đã được phục hồi lại qua nhiều bản sao lấy lại từ các công sở khác có được, hay thậm chí dán lại các tài liệu bị xé. Một số tài liệu ông mang theo về Florida bị sở văn khố xuống Florida xem và thu lại mà ông Trump không phản đối gì. Theo tin báo chí, nhiều tài liệu ông Trump đã nghĩ không phải tài liệu quốc gia nên mang theo, chẳng hạn như thư riêng viết tay của Tổng thống Obama trước khi bàn giao, hay vài thư riêng của cậu ấm ủn có tính xã giao trước và sau khi hai người gặp nhau. Ở đây, cái chuyện phe đảng là trước đây, bà Chủ tịch Hạ viện trước phiên họp của cả lưỡng viện quốc hội và trước ống kính TV cho cả thế giới xem, đã công khai xé tài liệu quốc gia là báo cáo tình trạng liên bang, bản chính thức của Tổng thống nộp cho Hạ viện theo quy định của Hiến pháp. Khi đó, phe ta hồ hởi chọc quê Tổng thống Trump, chẳng ai thắc mắc chuyện bà Pelosi công khai xé tài liệu quốc gia. Đáng nói hơn nữa, truyền thông phe ta cũng chẳng mấy thắc mắc khi bà Hillary xóa hơn 30.000 email trong hộp thư của bà. Xóa mất biến luôn, chẳng ai biết có gì trong đó, chẳng ai thu thập lại được hay dán lại được. Bản tin kế tiếp, tối cao pháp viện chặn thiên vị đen. Tổ chức bênh vực dân da đen NAACP đã kiện tiểu bang Alabama vì cách đa số dân biểu quốc Cộng hòa trong Quốc hội tiểu bang khi vẽ lại bản đồ các đơn vị bầu dân biểu đã không công bằng với dân da đen của tiểu bang khi khối này lên tới 27% dân số tiểu bang mà chỉ đúng có một dân biểu da đen. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với 3 tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website phapluandapha.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn. Nếu quý vị còn thắc mắc gì nữa, xin quý vị liên lạc với Andy số điện thoại 714-401-7373, 714-401-7373. Và tiếp đến là phần bảo trợ của LA Insurance.
Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh gửi đến quý vị một câu chuyện tình yêu bất diệt với chủ đề bà lão hàng ngày đến nhà ga chỉ để nghe một câu nói: xin cẩn thận khi lên xuống tàu. Xin mời quý vị cùng nghe. Từ năm 2007, tại trạm tàu điện ngầm Embankment ở London, người ta thường bắt gặp một bà lão hơn 60 tuổi tên là Margaret McCullum. Đôi khi bà sẽ từ trên một chuyến tàu bước xuống hoặc từ bên ngoài đi vào, sau đó ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh, nhìn từng chuyến tàu qua đi, cũng không thấy bà vội vã muốn lên tàu. Tại sao bà lại ngồi ở đấy? Bà muốn đợi người nào hay sao? Tuy nhiên, mỗi lần có một chuyến tàu dừng lại và cánh cửa mở ra, một nụ cười mãn nguyện sẽ xuất hiện trên gương mặt của bà. Cùng lúc đó, người ta sẽ thấy một giọng nam nhắc nhở hành khách là: xin cẩn thận khi lên xuống tàu điện ngầm. Ngày lại ngày qua đi, năm này sang năm nọ, bà lão cứ như vậy chờ đợi tại Embankment, cho đến khi mấy lượt tàu qua đi, bà mới nguyện ý rời khỏi hoặc lên tàu. Không ai biết vì sao bà lại thường đến đây. Cũng không biết bà muốn đợi người nào, nhưng có thể chắc chắn một điều, mỗi lần bà rời khỏi nơi đây, bà đều vô cùng mãn nguyện với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Vào tháng 11 năm 2012, một ngày bà lão vẫn như thường lệ ngồi chờ trên ghế, cho đến khi chuyến tàu điện ngầm dừng lại. Tuy nhiên, khi cửa vừa mở ra, gương mặt của bà lộ vẻ biến sắc và kinh sợ. Người ta nghe thấy từ loa phát thanh một giọng nói điện tử: xin cẩn thận khi lên xuống tàu điện ngầm. Không còn là giọng nói của người đàn ông ban đầu nữa. Qua vài ngày, bà lại tiếp tục đến, nhưng giọng nói bà nghe được vẫn là giọng nói điện tử. Bà lão đã bật khóc và cảm thấy vô cùng buồn bã. Bà tìm đến nhân viên của trạm tàu để hỏi rõ nguyên nhân vì sao giọng nói lại bị thay đổi. Lần trước bà cứ nghĩ vì băng đã bị hỏng, có thể được sửa chữa lại. Không ngờ đáp án bà nhận được là vì hiện giờ trạm tàu điện ngầm dùng hệ thống kỹ thuật số mới, không thể phát âm thanh cũ được nữa, không phải họ không thích âm thanh kia. Ai cũng cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu. Vì sao bà lão lại yêu thích và thậm chí có một chút cố chấp với âm thanh này như vậy? Sau khi trở về nhà, bà tìm tin tức liên lạc của phòng quản lý tàu điện ngầm trên Internet và gửi cho họ một tin nhắn tiết lộ lý do sâu kín của mình. Thì ra, giọng nói ở trạm tàu điện ngầm là giọng nói của người chồng đã ra đi vào năm 2007 của bà. Chồng bà là ông Oswald Lawrence, từng là một diễn viên sân khấu, đã thu âm lời nhắc nhở này hơn 40 năm trước, nhắc nhở hành khách cẩn thận khi lên xuống tàu. Mất đi người chồng thân yêu là một cú sốc lớn đối với bà. Bà nói, ông ấy rất nhiệt tình với cuộc sống. Trong tâm trí và trái tim tôi, ông ấy chưa từng rời khỏi tôi. Thật tuyệt vời khi biết rằng tôi còn có thể nghe thấy giọng nói của ông ấy. Đó là một sự an ủi lớn lao đối với tôi. Thực tế, hai người quen biết nhau cũng có liên quan đến âm thanh này. Margaret là một nhân viên y tế sống ở phía Bắc London. Mỗi ngày đều phải ngồi tàu điện ngầm đi làm. Bà rất thích âm thanh này. Oswald cũng sống ở phía Bắc London và thường hay ngồi tàu điện ngầm. Có lẽ họ đã vô số lần vô tình lướt qua nhau nhưng không có cơ hội lại làm quen. Năm 1992, bà Margaret đi du lịch theo đoàn. Khi ở sân bay, bà nghe thấy một giọng nói vô cùng thu hút phát ra từ phía sau lưng mình. Bà xoay người nhìn thấy Oswald, hai người lập tức nhận ra đây chính là nửa kia của mình. Hóa ra Oswald là hướng dẫn viên cho đoàn du lịch của bà. Hai người đã cùng nhau đi qua quãng đời hạnh phúc cho đến khi ông qua đời. Một điều khiến người khác vui mừng chính là câu chuyện của bà lão đã cảm động được ban quản lý tàu điện ngầm. Công ty tàu điện ngầm đã gửi cho bà một đĩa CD thu âm giọng nói của Oswald trước lễ Giáng sinh với lời nhắn: trạm tàu điện ngầm Embankment đang cố gắng khắc phục các vấn đề kỹ thuật, chuẩn bị sử dụng lại giọng nói của Oswald. Một ngày vào tháng 3 năm 2013, bà lão lại đến trạm tàu, ngồi trên chiếc ghế sát tường. Khi cửa tàu điện ngầm mở ra và một giọng nhắc nhở quen thuộc:
xin cẩn thận khi lên xuống tàu điện ngầm. Vang lên, bà đã không kiềm được nước mắt, buồn vui lẫn lộn. Bà lại có thể tiếp tục nói chuyện cùng chồng ở nơi này. Trong tình yêu có biết bao lời ngọt ngào, mỹ lệ, nhưng đối với bà Margaret, xin cẩn thận khi lên xuống tàu điện ngầm là một câu nói thể hiện tình yêu cảm động nhất. Câu nói là bà mối xe duyên cho vợ chồng bà Margaret và giờ đây nó lại là sợi dây giữ cho họ mãi mãi ở bên nhau. Quả thực, tình yêu cảm động nhất là tình yêu chân thành, tình yêu vô biên, vô điều kiện, vượt trên mọi hình thức bề ngoài, vượt trên mọi thứ vật chất. Khi tất cả tâm hồn và trái tim đều dành cho nhau, thì mọi khoảng cách không gian và thời gian chỉ là hoàn cảnh để thêm khẳng định tình yêu đó sâu đậm và vĩnh cửu như thế nào. Và thưa quý vị, câu chuyện này được viết bởi tác giả Thiên Lộ. Và quý vị biết, những câu chuyện như thế này dễ làm cho mình xúc động, chúng ta xúc động bởi vì trong mỗi con người chúng ta ai cũng phải có một lần phải biết yêu trong cuộc đời của mình. Và ngày mai tức là ngày Valentine Day, thành tựu Phương Thanh muốn gửi đến quý vị câu chuyện này cũng để kính chúc mọi người, tất cả những người nào vẫn mà còn đủ đôi đủ cặp thì lúc nào cũng hạnh phúc và rất là tình yêu thương ngập tràn bên nhau. Quý vị, người ta có rất nhiều người, Phương Thanh được biết là khi mà còn trẻ thì yêu thương nhau đậm đà, sôi nổi và gọi là sống, tưởng là sống chết sẽ ở bên nhau tới cuối cuộc đời và gắn bó nhau kinh khủng lắm. Nhưng mà tại sao đến khi càng lớn tuổi, càng về già rồi thì lại càng khó chịu với nhau? Có những trường hợp như Phương Thanh có một lần đi ăn ở một cái tiệm kia, thấy hai người cũng đã lớn tuổi rồi, cũng phải sáu mấy bảy chục tuổi, thì dĩ nhiên là người ta nói rằng nhiều khi tình yêu không còn thì cái nghĩa vẫn còn chứ. Nhưng mà tại vì người vợ thì gọi là bị bệnh, và không biết là bệnh gì, nhưng mà bà có vẻ như là yếu đuối lắm và không có nghĩa là không có tự túc để mà tự săn sóc mình được. Thì nghĩa là bà không phải là không thể không săn sóc được, nhưng mà cái gọi là bà không có được gọi là không được khỏe cho lắm để mà có thể tự săn sóc mình. Thì ông chồng ngồi bên cạnh, mà có thể là vì bệnh hoạn cho nên bà rất khó tính, khó chịu lắm. Bà ngồi bà ăn với cái vẻ rất khó khăn. Ông chồng ngồi bên cạnh thì đi theo vợ giống như là để làm tròn bổn phận, nhưng mà ở trong đó không có chứa đựng một cái tình yêu thương ở trong đó. Cho nên bà lại càng giận hơn. Bà ngồi bà rộng đũa, rộng chén, bà làm nhiều cái mình thấy rất là, nhìn thấy là mình cảm thấy khó chịu cho người chồng bên cạnh. Trong khi ông chồng thì lại lúc đó thay vì dịu dàng vuốt ve hoặc là gọi là năn nỉ, giống như là mình nói lời nói mà yêu thương, thì có lẽ là cái cơn giận của bà vợ cũng sẽ mất đi. Tại vì như vậy bà chỉ chứng tỏ rằng bà muốn được quan tâm, bà muốn được săn sóc thôi. Những người bệnh thường thường hay khó chịu và cảm thấy là mình bị bỏ rơi. Nhưng mà ông chồng trái lại là không chịu như vậy. Ông vừa ăn mà vừa cảm thấy để làm cho bà biết là nếu không ăn được thì ráng ngồi đó, đừng có đòi hỏi nhiều đó. Mình chỉ nhìn thấy thái độ của hai người đó thôi là Phương Thanh đã cảm thấy tại sao mà thật sự đâu có cần phải nói là mình tìm đâu xa, địa ngục không có ở đâu xa cả, ngay ở trong gia đình mình, ngay ở trong cuộc sống của mình thôi. Và thưa quý vị, ngày mai là ngày lễ Valentine Day rồi, Phương Thanh muốn gửi đến quý vị câu chuyện này để gửi đến quý vị một câu chúc Happy Valentine đến tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả, quý khán thính giả mà thân mến của Phương Thanh. Chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc bên cạnh người yêu thương của mình. Và Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một bản tin kế tiếp. Kính thưa quý vị, tin cập nhật tình hình Ukraine trong 24 giờ qua. Quý vị cũng biết là hiện nay tình hình ở Ukraine không khác gì. Nếu mà chúng ta thấy được, chúng ta sẽ thấy giống như cái thời 30 tháng 4 năm 75 của chúng ta trước kia. Có nghĩa là những người dân của Ukraine bây giờ đang sống trong hoảng loạn và lo sợ. Hàng loạt quốc gia khẩn cấp di tản công dân khỏi Ukraine. Giờ chê sắp điểm trăng. Ngày 13 tháng 2, Bộ Ngoại giao Do Thái Israel bắt đầu di tản nhân viên đại sứ quán và người dân và người thân của mình khỏi Ukraine. Ý rút nhân viên ngoại giao không thiết yếu. Còn Đức, Bỉ và Hà Lan yêu cầu công dân rời khỏi Ukraine. Do Thái, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là Benny Gantz
Benny Gantz đã ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp bắt đầu chiến dịch di tản. Israel đã bắt đầu đưa những người thân trong gia đình của các nhà ngoại giao và đội ngũ nhân viên Israel tại đại sứ quán nước này ở Kiev rời khỏi Ukraine. Nước Ý thì Bộ Ngoại giao nước Ý cùng ngày đã chỉ thị các nhân viên không thiết yếu của đại sứ quán Ý tại thủ đô Kiev của Ukraine phải về nước. Slovakia, trong khi đó Bộ Ngoại giao của Slovakia ngày 12 tháng 2 đã khuyến cáo các công dân nước này tránh đến quốc gia láng giềng Ukraine, đồng thời đang đưa về nước các người trong gia đình của nhân viên ngoại giao tại tòa đại sứ Slovakia ở Kiev và tòa lãnh sự ở thành phố Yuhorod phía tây Ukraine được về phải về nước. Ba Lan cũng vậy, quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine cũng khuyến khích người dân không nên thực hiện các chuyến đi không cần thiết đến nước láng giềng Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ba Lan vẫn chưa quyết định di tản các nhân viên ngoại giao hoặc kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine. Albania ngày 12 tháng 2 cũng kêu gọi các công dân Albania ở Ukraine rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt trong tình hình căng thẳng leo thang gần biên giới Ukraine. Đức, Bỉ, Hà Lan, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait ngày 12 tháng 2 đã yêu cầu công dân rời khỏi Ukraine. Libya, Bộ Ngoại giao Libya cũng kêu gọi công dân này phải cân nhắc rời đi. Theo thông báo cùng ngày của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine, Bộ Ngoại giao của Mỹ đã chỉ thị các nhân viên ngoại giao không quan trọng của Hoa Kỳ rời khỏi quốc gia Đông Âu. Anh rút lực lượng chuyên viên khỏi Ukraine trước tình hình rất căng thẳng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm thứ Bảy trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC rằng các giảng viên quân sự người Anh sẽ rời Ukraine từ ngày 12-13 tháng 2. Tất cả sẽ được đưa ra khỏi Ukraine, sẽ không có một binh sĩ Anh nào ở Ukraine trong trường hợp xảy ra xung đột. Các giáo viên, tác giả người Anh sẽ rời khỏi Ukraine, họ sẽ rời đi vào cuối tuần. Và thưa quý vị, hàng chục trực thăng tấn công Nga xuất hiện gần biên giới của Ukraine là một phần trong các cuộc tập trận chung Nga và Belarus. Hàng chục trực thăng tấn công của Nga đã đồng loạt xuất kích trên vùng trời khu vực Belgorod của Nga. Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra sự kiện này. Liên tiếp trong những năm qua, Nga đã tiến hành những cuộc tập trận quy mô lớn nhằm đáp trả các hành động của NATO ở gần biên giới của họ. Trong những tuần gần đây, Mỹ, Anh và các lực lượng ủy nhiệm của họ đã chuyển giao cho Ukraine hàng chục tấn vũ khí có khả năng tiêu diệt trực thăng này. Có lẽ Nga đã làm ra một biến cố quân sự ngụy tạo rồi đổ lỗi cho Ukraine tấn công chăng? Và về phía Mỹ thì không biết là Mỹ không phải là quốc gia duy nhất có hành động bảo vệ UAE. Và hôm 4 tháng 2, Pháp tuyên bố các chiến đấu cơ Rafale của nước này tại căn cứ El Dafra sẽ tiến hành các hoạt động bay tuần tra thường kỳ trên không phận quốc gia Trung Đông này. Phần đông dân Mỹ tin rằng đưa lính Mỹ rời Ukraine để đánh Nga là ý tưởng rồi. Một cuộc thăm dò dư luận được YouGov America tiến hành đã cho thấy đa phần người dân Mỹ tin rằng việc điều quân đội tới Ukraine chiến đấu với lính Nga là một ý tưởng hết sức tồi tệ. Cuộc thăm dò với kết quả của người Mỹ chủ yếu ủng hộ hỗ trợ Ukraine thông qua viện trợ tài chính và cấm vận kinh tế với Moscow là thích hợp để ngăn chặn Moscow có hành động xâm lược. Có khoảng 55% người tham gia khảo sát tin rằng việc cử binh sĩ tới Ukraine để đánh Nga là một ý tưởng tồi, trong khi chỉ có 13% tin rằng đó là ý tưởng hay. 50% số người tham gia khảo sát đồng ý rằng tốt nhất là nên áp đặt trừng phạt kinh tế với Nga nếu họ tấn công Ukraine, trong khi có 20% cho rằng biện pháp này là ý tưởng tồi. Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công vào bất cứ thời điểm nào, Ukraine sẵn sàng nghênh chiến. Và thưa quý vị, tình hình này chúng ta mới thấy rằng chúng ta không biết là những người dân của Mỹ mà tại Ukraine có nghĩa là có di chuyển kịp, có về nước kịp hay không. Và trong lúc thì Tổng thống Joe Biden gọi là mình nhìn thấy những cái việc ông làm, mình không tin tưởng là khi mà hữu sự xảy ra, cái việc mà xảy ra thì Tổng thống Joe Biden không đủ sức, không và không có đủ, chính quyền Joe Biden không đủ sức để mà bảo vệ dân nước mình tại những quốc gia khác. Và đó là những bản tin cập nhật tới tình hình chiến tranh của Ukraine mà không biết là nó xảy ra lúc nào. Và thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm một nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Phương Thanh mời quý vị nghe tiếp những bản tin của Diễn đàn Trái Chiều với bình luận gia Vũ Linh. Bản tin kế tiếp, tối cao pháp viện chặn thiên vị đen. Tổ chức binh vực dân da đen NAACP đã kiện tiểu bang Alabama vì cách mà đa số dân biểu Cộng hòa trong Quốc hội tiểu bang khi vẽ lại bản đồ các đơn vị bầu dân biểu đã không công bằng với dân da đen của tiểu bang, khi khối này lên tới 27% dân số tiểu bang mà chỉ có đúng một dân biểu da đen. Họ đòi vẽ lại bản đồ bầu cử để có thêm hai ghế dân biểu trong khu da đen. Một tòa sơ thẩm đồng ý, lên tới tòa kháng án cũng đồng ý, bắt Quốc hội tiểu bang phải vẽ lại bản đồ. Nhưng lên tới tối cao pháp viện, ở đây đã có phán quyết không cho phép vẽ lại bản đồ do Quốc hội Alabama biểu quyết và thống đốc đã ký. Tối cao pháp viện cho rằng, nhân danh tính tự trị của các tiểu bang, tòa án liên bang không có quyền xía vào tranh cãi chính trị trong nội bộ của một tiểu bang. Bản tin kế tiếp, biểu tình Canada lan rộng. Cuộc biểu tình chống đối ép buộc các biện pháp ép buộc chích ngừa COVID của các tài xế xe tải Canada tại thủ đô Ottawa đã lan rộng ra khắp nước với những cuộc chống đối tương tự tại các thành phố lớn như Quebec, Montreal, Toronto và Vancouver. Trên con cầu quan trọng băng qua biên giới Mỹ-Canada tại Detroit, hàng trăm xe tải đã đậu bịt kín cả cây cầu lớn. Việc chặn cầu đã kéo dài hơn 4 ngày qua, khiến nhiều xưởng xe hơi của Ford, MG, Toyota v.v. tại Detroit đã phải đóng cửa vì không có bộ phận và phụ tùng từ Canada qua, cũng như không chở xe qua Canada để bán được. Các chuyên gia kinh tế lo ngại những việc này sẽ gây khó khăn thêm cho tình trạng cung ứng hàng hóa và gia tăng lạm phát trong thời gian tới. Ngoài ra, nhiều vụ xe tải biểu tình chặn thành phố cũng đang xảy ra bên Tây Âu, gọi là yểm trợ tinh thần cho cuộc tranh đấu tại Canada. Bản tin kế tiếp, phạm pháp tiếp tục lộng hành. Trộm cướp lại viếng một tiệm bán ví phụ nữ siêu sang Louis Vuitton tại New York trong khu shopping mall The Westchester. Không hiểu sao dân đen có vẻ mê ví Louis Vuitton như điếu đổ, liên tục đánh cướp các tiệm này từ San Francisco tới Los Angeles tới New York. Các bà Việt cũng mê ví Louis Vuitton không kém, tuy nhiên các bà mang ví này ra đường nên cẩn thận kẻo bị cướp giật đó. Bản tin kế tiếp, Biden trợ cấp ma túy. Trước nạn dùng ma túy tràn lan mà chính quyền không kiểm soát được, nhà nước Biden đã có quyết định khá lạ lùng là bỏ 30 triệu Mỹ Kim ra tài trợ các tổ chức bất vụ lợi, cung cấp những dịch vụ gọi là giảm thiểu nguy hại của ma túy. Theo báo Washington Free Beacon, số tiền này sẽ được dùng để mua ống hút, ống chích mới và sạch sẽ, và nhiều dụng cụ linh tinh khác để tặng không cho dân nghiện. Một điều kiện của chương trình là tổ chức thiện nguyện muốn được tiền phải có đa số thân chủ là dân thiểu số, tức là dân da đen. Sau khi một số dân biểu và nghị sĩ Cộng hòa lên tiếng tố cáo chính quyền Biden tài trợ việc mua ống hút và kim chích cho dân nghiện da đen và phản đối, thì Bộ Y tế đã ra thông tư cải chính. Không có chuyện cho tiền mua ống hút và kim chích, mà khẳng định số tiền chỉ được dùng để mua những phụ tùng cần thiết để bảo đảm vấn đề vệ sinh như khăn giấy hay kem bôi môi và những vật liệu vệ sinh khác mà chẳng ai biết là những gì. Mấy cái thứ lăng nhăng này bán rẻ hơn bèo, kẻ này không hiểu tại sao phải cần tới cả mấy chục triệu Mỹ Kim. Dù sao thì cũng không có chuyện cụ Biden cho tiền mua ma túy. Bản tin kế tiếp, tham nhũng trong Đảng Dân Chủ. Dân biểu Dân Chủ Jamie Raskin của tiểu bang Maryland đã bị tố cáo đã không thành thật khai báo cùng nhà nước việc bà vợ đã bán một số cổ phiếu trị giá 1.5 triệu Mỹ Kim vào năm 2020. Bà này bán cổ phiếu vào tháng 12 năm 2020, mãi tới tháng 8 năm 2021 khi bà vợ được cụ Biden bổ nhiệm vào chức vụ mới, có thể bị FBI điều tra trước, ông chồng mới khai báo với Quốc hội, trắng trợn vi phạm luật Quốc hội bắt các dân biểu phải khai những cuộc mua bán cổ phiếu lớn. Ông Raskin là dân biểu
Dân Chủ đóng vai trò lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ trong Hạ viện, đàn hạt Tổng thống Trump một tuần trước khi ông Trump mãn nhiệm. Bà vợ là Sarah Bloom Raskin, là một nhà tài chính, trước đây là thành viên của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang, và mới được cụ Biden thưởng công ông chồng đàn hạt Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Kiểm tra Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Cả hai vợ chồng đều trong tư thế biết trước nhà nước sẽ có quyết định hay sắc luật nào có ảnh hưởng đến tình trạng tài chính chung hay tình trạng tài chính của một vài công ty hay khu vực kinh tế nào, nên mua bán cổ phần bạc triệu lúc nào cũng lời khập. Hạ viện hiện nay đang thảo dự luật cấm dân biểu và nghị sĩ và người phối ngẫu mua bán cổ phiếu để tránh xung khắc quyền lợi. Bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi có chồng là triệu phú, chuyên mua bán cổ phiếu, không cản được dự tính của Hạ viện, đã bực mình đòi hỏi luật cấm mua bán cổ phiếu phải được mở rộng ra để áp dụng cho tất cả quan chức, các công chức và quan tòa luôn. Bản tin kế tiếp, bà Nancy Pelosi cảnh cáo thể thao gia của người Mỹ. Bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã lên tiếng cảnh giác các thể thao gia Mỹ đi tham dự Thế vận hội mùa đông tại Trung Cộng nên cẩn thận, không nên phát ngôn bừa bãi chống chính quyền Trung Cộng và vì có thể bị trừng phạt, đặc biệt là về các vấn đề nhân quyền và việc dân Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp. Nôm na ra nghĩa là không được chỉ trích chính quyền Trung Cộng và nếu nói bậy, bị bắt nhốt hay tra tấn gì đó thì ráng chịu, chính quyền Mỹ sẽ không can thiệp đâu. Bản tin kế tiếp, cái gai ISIS. Tuần rồi, chính quyền Biden loan tin một lãnh tụ ISIS đã bị Mỹ giết chết tại Syria. Tin có vẻ là tin vui mà cụ Biden hy vọng sẽ lớn như tin Bin Laden bị giết. Với lời cầu mong sẽ khỏa lấp bớt những thảm hại thảm khác của cụ trên đủ mọi vấn đề khác. Tuy nhiên, CNN đã đổ một gáo nước lạnh lên đầu cụ. Cũng tuần rồi, CNN viết bài bình luận về chuyện này, nhận định việc giết tên lãnh tụ ISIS này nêu lên nhiều câu hỏi quan trọng hơn. Đó là vấn đề lớn mà chính quyền Biden không dám nói ra. ISIS chưa chết mà trái lại đang sống lại và lớn mạnh như thổi sau khi đã bị Tổng thống Trump đánh cho tan xác. Theo CNN, ISIS hiện nay đã có lại trên 10.000 tay súng với túi tiền khổng lồ trên 50 triệu đô để tài trợ cuộc thánh chiến trường kỳ của chúng. Trong vài tuần qua, ISIS đã liên tục đánh phá nhiều căn cứ của quân chính phủ Iraq. Bản tin kế tiếp, cập nhật COVID. Những trường hợp bị lây nhiễm là 79.072.096, số người chết là 940.143 người và số người bình phục là 48.482.224. Tóm lược, dịch COVID vẫn tấn công mạnh tuy cường độ có giảm đôi chút. Số người nhiễm trong tuần qua là trên 1.9 triệu so với trên 2.1 triệu tuần trước và gần 4 triệu tuần trước nữa. Dù vậy, 1.9 triệu người bị nhiễm trong một tuần vẫn lớn hơn rất xa, khoảng 750.000 người bị nhiễm trong tháng đầu tiên khi cụ Biden nhậm chức. Tuy nhiên, số người chết gia tăng 19.000 người tuần qua so với khoảng 16.000 tuần trước. Số người chết luôn luôn đi chậm hơn số người bị nhiễm. Bản tin kế tiếp, tin đặc biệt về dụng cụ thử nghiệm COVID tại gia. Chính quyền Biden đã đặt mua đâu 1 tỷ bộ dụng cụ thử nghiệm COVID tại gia, đã tặng cho Trung Cộng vài tỷ Mỹ Kim để phân phát miễn phí cho dân. Cho đến nay, đâu hơn 100 triệu bộ đã được gửi tới tay người dân. Đó là một thành quả đáng ca ngợi, tuy hơi muộn khi COVID đã bắt đầu tháo lui, chậm còn hơn không. Tuy nhiên, báo USA Today đã lưu ý tính chính xác của kết quả thử nghiệm. Trong bộ dụng cụ thử nghiệm có một chất hóa học lỏng dùng để thử nghiệm. Chất lỏng này chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, nghĩa là bộ dụng cụ nếu bị để dưới nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh sẽ mất hiệu nghiệm và kết quả thử nghiệm sẽ không chính xác nữa. Hầu hết sẽ cho thấy âm tính dù người thử có vi khuẩn COVID trong người. Đặc biệt là dụng cụ thử nghiệm đặt mua từ bên tàu, mất vài ngày chở máy bay qua Mỹ rồi cất trong nhà kho, gửi qua bưu điện, nằm trong thùng thư, tổng cộng cả 1-2 tuần lễ là ít, dưới trời lạnh căm căm của mấy tuần qua. Đây dĩ nhiên chưa kể phẩm chất của mặt hàng làm từ bên tàu. Theo ý kiến cá nhân, nếu thấy có triệu chứng gì, chẳng hạn như ho, rát cổ, nóng lạnh, mệt mỏi, v.v., tốt hơn nên nói chuyện với bác sĩ và xin thử nghiệm tại phòng mạch bác sĩ hay tại bệnh viện, tuy tốn tiền nhưng chắc ăn. Một lần nữa, kẻ này khuyên, nếu không có lý do đặc biệt nào về sức khỏe hay tôn giáo, tất cả nên chích ngừa đủ 3 lần cho an toàn. Để tránh bị bắt bẻ, xin lưu ý Vũ Linh không phải là bác sĩ, hoàn toàn mù tịt về y khoa, chỉ nói chuyện lý luận bình thường thôi. Đừng ai tin Vũ Linh này mà cần nói chuyện với bác sĩ.
Bản tin kế tiếp, FDA không phê chuẩn thuốc ngừa cho trẻ con. Trái với kỳ vọng của thiên hạ, cơ quan quản trị thuốc FDA đã không phê chuẩn thuốc ngừa của Pfizer dùng cho trẻ con dưới 5 tuổi dựa trên lý do chưa đủ dữ kiện thuyết phục. Bản tin kế tiếp, nước mắt cá sấu Biden. Thứ Sáu tuần qua, cụ Biden đã có buổi lễ nhỏ tưởng niệm số người chết vì COVID đã vượt qua mức 900.000 người. Lợi dụng cơ hội, cụ Biden lại vẫn đóng tuồng xưa hơn trái đất, kể lệ nỗi buồn khổ, cá nhân mất vợ và mất con. Đây là chiêu võ sở trường của cụ Biden đã dùng từ mấy chục năm nay, ngay cả khi cụ bị tố cáo bay về nhà tại tiểu bang Delaware quá nhiều lần, trung bình mỗi tháng 3 lần trong cả năm nay. Cụ đã biện giải cụ về thăm mộ cụ bà đã chết cách đây nửa thế kỷ và mộ con trai đã chết cách đây gần một chục năm, tuy chưa đưa cho báo chí được một tấm hình cụ viếng mộ nào hết. Cụ Biden khóc cho hơn 900.000 người chết, nhưng khôn ngoan không nhắc tới câu tuyên bố để đời của cụ vào tháng 10 năm 2020 như sau. Tháng 10 2020, cụ Biden tuyên bố hùng hổ là cho đến nay đã có 220.000 người chết vì COVID. Bất cứ ai để nhiều người chết như vậy đều không xứng đáng làm Tổng thống. Bản tin kế tiếp, truyền thông phe ta diễn giải họa COVID. Báo thiên tả Anh The Guardian viết bài khá dài diễn giải đại họa COVID đã giết người như thế nào tại Mỹ. Tóm lược lại, The Guardian nhận định nước Mỹ đã không có một sách lược thống nhất lâu dài và tích cực để chống COVID. Ý muốn nói đến tính tự trị của các tiểu bang Mỹ và trách nhiệm lớn nhất là trách nhiệm của cá nhân các công dân Mỹ trong một xã hội có quá nhiều bất công bằng, với tình trạng y tế nghèo nàn trong một thế giới chính trị chia rẽ cùng cực. Thật ra những lý do trên chẳng có gì mới lạ, đáng ngạc nhiên cả. Ngay cả Vũ Linh này cũng đã có nhận định tương tự. Điều đáng lưu ý là dưới thời Trump, truyền thông phe ta nhất loạt đổ thừa tất cả lên đầu ông Trump, tố cáo Trump là thủ phạm giết cả nửa triệu người. Bây giờ dưới thời Biden thì không một ai hó hé nhắc tới trách nhiệm của Tổng thống nữa, mà lo đổ thừa bốn phương tám hướng, từ các thống đốc Cộng hòa tới dân không chịu trách ngừa, vân vân. Và thưa quý vị, bản tin đến đây đã chấm dứt. Và Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một bản tin nữa, nó có tính cách gọi là tin thường ngày mà chúng ta lấy kinh nghiệm để... Đấy là một cái câu hỏi mà nhiều người cũng hay hỏi tới và chúng ta vẫn thường làm. Đó là có nên sử dụng điện thoại ở trạm xăng hay không, thưa quý vị? Ở trạm xăng thường có biển báo cấm dùng điện thoại di động, bởi vì pin điện thoại có thể nổ và nếu việc này xảy ra trong trạm xăng thì đó sẽ trở thành bi kịch. Tuy nhiên, tĩnh điện cũng là một vấn đề rất quan tâm. Khi một người đổ xăng rời khỏi cây xăng, ngồi lại vào xe thì có thể tạo ra tĩnh điện. Lúc này nếu chạm vào đầu phun, tức một lần nữa thì hơi xăng có nguy cơ bị đốt cháy, phát nổ. Hiện tại vẫn chưa có một tai nạn nào về sử dụng điện thoại ở trạm xăng được xác minh. Tuy nhiên, trạm xăng vẫn là khu vực loại 1, khu vực chứa hơi nổ. Vì vậy, theo luật, mọi người không được sử dụng điện thoại ở trạm xăng. Và câu hỏi kế tiếp là bánh xe có hết hạn không? Một số chuyên gia an toàn cho rằng không nên dùng một bánh xe hơn 7 năm. Một vài nhà sản xuất như Ford cho biết chỉ nên xài bánh xe trong vòng 6 năm, bất kể tổng quãng đường đi. Để biết bánh xe được sản xuất khi nào, hãy nhìn số DOT trên bánh xe, đặc biệt là 4 số cuối. Chẳng hạn nếu 4 số đó là 0301, tức là bánh xe được sản xuất vào tuần thứ 3 của năm 2001. Còn nếu số DOT chỉ có 3 chữ số, tức là bánh xe được sản xuất những năm 1980 hoặc 1990 của thế kỷ trước. Ngoài ra, mọi người cũng nên thay bánh xe dự phòng dù cho có sử dụng hay chưa. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.